Hello, xin chào anh em. Trong video này thì mình sẽ nói về một cái thương hiệu mà có một số anh em yêu cầu mình sẽ chia sẻ về nó, đó là thương hiệu Milwaukee. Thì Milwaukee là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ anh em ha. Và Milwaukee thì trực thuộc tập đoàn TTI. Trên thế giới thì những cái công cụ nó sẽ, những cái brand, những cái thương hiệu công cụ thường nó sẽ đi theo một cái group bên em. Chẳng hạn như là SPD thì nó sẽ có DeWalt, Stanley, Black Decker, Bolt Cable vân vân. Còn nếu mà TTI thì chúng ta sẽ có đó là Milwaukee nè, chúng ta sẽ có Ryobi, hai cái hiệu mà rất nổi tiếng ha, và một số thương hiệu khác nữa. Thì Milwaukee vào Việt Nam khoảng 2018 đó, thì khi mà họ vào chính thức, thì cái câu chuyện của mình và Milwaukee nói chung nó là một cái cuộc tình nó không có được suôn sẻ lắm. Đến bây giờ lý do tại sao mình không bán Milwaukee cũng là vậy đó nè. Cái giai đoạn mà họ mới vào thì họ có làm việc với mình, nhưng mà lúc đó xui cái là lúc đó họ, khi mà họ triển khai cái hệ thống phân phối đó, thì họ triển khai cho cái một cái đơn vị phân phối, thì họ lại, cái đơn vị phân phối đó họ đã đi chào hàng mình, tức là họ không phải là trực thuộc Milwaukee, mà tại vì Milwaukee ở Việt Nam là bán trực tiếp nên họ không phải bán qua một cái nhà phân phối. Còn cái anh đó là ảnh phân phối mình, ảnh phân phối rồi sau ảnh tìm một cái người bán sĩ, ảnh đóng vai trò người bán sĩ sau đó ảnh bán mình. Thì dẫn đến đó là cái nhặt nhằn về mặt giá cả, vì khi ảnh bán cho mình á thì cái giá của ảnh bán cho mình á, chiết khấu á, nó cao, nhưng mà cao so với cái giá niêm yết. Nhưng mà thực sự hàng Milwaukee á không có giữ được cái giá, và dẫn đến là khi mà mình check lại thì cái giá của mình bán á nó quá cao so với giá thị trường. Nhưng mà nếu mình bán bằng với cái giá mà bên Milwaukee niêm yết á thì cái biên lợi nhuận nó quá thấp. Tại vì cái đoạn mà cái ông hãng ông chia cho ông đó, rồi ông đó ông chia cho mình, thì đương nhiên nó có đoạn như đó thôi, thì ông bán hẳn mà, nên là nó bị nhập nhằng. Rồi khi mà mình phát hiện ra không làm được á thì hai bên không làm nữa. Nhưng mà lúc đó mình đã nhập một cái lượng hàng của Milwaukee, mình ở đó mình đã làm hai bên đó cũng cả trăm triệu, và nó không có ra được, nó không có ra được hàng, thậm chí để rất là lâu, tới bây giờ mình cũng còn hình như một hai mã Milwaukee á tới bây giờ luôn. Tại vì sao? Tại vì cái sự support không có, mà cái giá thì nó cũng không có tốt, và sản phẩm thì nó quá ít, dẫn đến là khách hàng người ta cũng đâu có, khi có nhu cầu Milwaukee cũng đâu có tìm đến mình, tại vì đâu có đủ đâu mà bán, chỉ có vài mã thì nó le que lắm, nó rất là, nó không có tạo được cái hiệu ứng ha. Và sau này khi mà Milwaukee họ quay ra họ làm trực tiếp với mình á, thì cái rào cản lớn nhất mà khiến mình với họ không làm việc được á là cái chính sách phân phối của họ, là họ sẽ yêu cầu cái nhà phân phối phải nhập cái đơn hàng đầu tiên tiền mặt là 250 triệu. Thì cái câu chuyện anh em thấy nó rất là lằng nhằng ở chỗ là gì, trước đó mình đã làm việc bán Milwaukee rồi, nhưng mình lại không làm việc được với hãng không có tìm đến mình, mà hãng để cho một cái nhà phân phối khác họ tìm đến mình, dẫn đến là bây giờ hàng mình thì cũng đã nhập rồi, mình thì cũng đã bán rồi, mà mình đã thấy nó rất là khó bán. Và tự nhiên bây giờ mình nhập 250 triệu tiền mặt trong giai đoạn khó khăn luôn, trong giai đoạn mà bắt đầu vô chu kỳ khủng hoảng luôn á, thì làm sao mình có thể tự tin để mình nhập số tiền đó để mình stop ở cửa hàng. Mà mình nói, mình cũng chia sẻ với họ là tại vì hàng của anh rất là khó bán, và những cái chính sách của Milwaukee khi mà họ khuyến mãi á thì nó cũng rất là kiểu như là nó không có đủ cái sự hấp dẫn á mọi người ha. Và hàng của Milwaukee thì mình cũng biết là họ đang bán làm việc với một số nhà mà rất là mạnh về tài chính, và những cái nhà đó thì thường xuyên bán hàng rồi bán đao giá đó, bán mà đáng sát sườn luôn. Thì mình rất là sợ bán với những cái nhà như vậy, thì khi mình làm việc với những nhà như vậy á thì cái mà họ cạnh tranh với mình á là cái bằng giá thôi, chứ họ không có cạnh tranh bằng dịch vụ, nên là mình sẽ không cạnh tranh lại họ. Mà với Việt Nam mình thì cái giá là mọi người biết là một trong những cái mà khách hàng người ta quan tâm hàng đầu mà. Chưa kể là hiện tại cái việc mà kiểm soát hàng xách tay á, nó cũng không có được tốt. Vì sao? Vì thật sự ở Việt Nam á, Milwaukee được định giá rất là cao. Họ định giá cao ngay từ đầu để nó cao hơn DeWalt. Tức là trong cái chiến lược marketing họ định vị, họ phải cao hơn DeWalt. Thì lúc đó DeWalt đã có thương hiệu, DeWalt đang phát triển rất là tốt giai đoạn đó luôn. Thì bây giờ làm sao mình có thể có một chỗ đứng thị trường? Bây giờ mình phải chọn cao hơn DeWalt. Và đó là tại sao mà anh em thấy là Milwaukee á, họ rất là hay khuyến mãi, mua máy tặng pin, mua máy tặng sạc, mua này tặng kia. Khi mà mọi người trừ hết thì mọi người giảm giá đó, mọi người thấy giá nó sẽ ngang với điều quật. Tại vì á, ở bên Mỹ á, thật ra cái thị phần của
đều là cao hơn Milky. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì trong cái giai đoạn mà Milky vào thì thị phần đều cũng cao hơn Milky. Đến bây giờ thì mình không biết. Milky thì cái cách làm việc của họ cũng khá rất là chuyên nghiệp, tại vì họ là của công ty của Mỹ mà, họ làm việc khá là chuyên nghiệp. Nhưng mà nó khá là cứng nhắc trong vấn đề đó, và cái việc mà họ chọn lọc cái nhà phân phối á, người thấy đa phần thì mình thấy cái tâm lý của họ là sẽ chọn những người có cái điều kiện tài chính tốt. Mình thấy cả nước Việt Nam này có vài nhà phân phối Milky thôi, và đa phần là những người mà gọi là lấy thịt đàn người á, hai cái kiểu bán hàng phá giá lắm, hay bán hàng sát sườn lắm. Thì đó là cái cách họ làm tới bây giờ luôn. Mặc dù họ cũng nhìn thấy được cái tiềm năng của mình, cũng như là những cách mình làm đấy, hiện tại thật sự mình cũng không có đủ gọi là quá mạnh để có thể tác động mà khiến họ phải xuống nước, hay là họ thay đổi để họ hợp với mình. Nhưng mà cái tương lai thì sẽ không biết như thế nào ha, tương lai sẽ không biết nào, hiện tại thì nó sẽ là như vậy đó. Thì đó là do tại sao đến bây giờ mình cũng không có kinh doanh Milky, vì khó bán, giá cao, khuyến mãi thì rất là dễ bị ôm hàng, rất là dễ bị ôm hàng, tại vì họ khuyến mãi thường là sẽ ôm hàng, ôm hàng mới có khuyến mãi, và nhiều khi anh chưa kịp bán ra cái đoạn đó họ đã khuyến mãi cái khác rồi, và cạnh tranh với những cái người bán hàng sách tay. Cái câu chuyện đó là rất là khó, thì giá của Milky định giá cao, thì khi mà những người sách tay họ sách tay từ Mỹ về, họ sách tay từ những cái nước khác về, thì cái giá thấp, thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Khác với Dewar nha, Dewar bây giờ sách tay chưa chắc bán giá nó rẻ hơn giá hàng chính hãng tại Việt Nam luôn, tại vì cái giá của Dewar định ở Việt Nam là giá rất là rẻ so với mặt bằng chung trên thế giới luôn. Có thể nói là cái giá Dewar ở thị trường Việt Nam là tốt nhất cho người Việt Nam, và so với những quốc gia khác thì đã tốt nhất luôn. Đó là cái câu chuyện Milky, nó là một câu chuyện mà thật sự rất là khó triển khai ở Việt Nam này. Cái tương lai của Milky á, thì mình nghĩ là đương nhiên họ sẽ vẫn có chỗ đứng, vẫn có một lượng fan, tại vì những cái người mà họ xài Milky rồi á thì họ lại có xu hướng xài Milky tiếp. Lý do là vì nhiều lý do lắm nha, tại vì cái Milky họ đánh vào cái bên trong của mọi người á, cái niềm tự hào hầm kín của mọi người khi mà được cầm cái máy chất lượng, cầm cái máy nó đẹp, cầm cái máy có thương hiệu á, người ta cảm thấy sướng rồi người ta mua nó. Đương nhiên chất lượng nó cũng phải tương xứng, nhưng mà nếu mà so sánh là chất lượng nó vượt trội, nó hơn hẳn, nó khác biệt hoàn toàn so với Dewar hay Makita hay Boss, thì thật sự nó cũng không có quá khác biệt như vậy. So với Dewar, đặc biệt so với Dewar là không có khác biệt nhiều. So với ông Boss hay là so với Makita thì, tại vì Milky thì thiên hướng là làm về sức mạnh, chứ không phải làm về những cái giống như ông Makita thì không làm về trải nghiệm. Còn so với những cái hàng Trung Quốc thì nếu mà thật sự mình nói thật, nếu mà nói về chỉ làm mà để ra được cái công việc á, thì cái sự chênh lệch nó sẽ không có nhiều. Nó chỉ chênh lệch chủ yếu ở cái độ bền đó mọi người, cái độ bền. Nhưng mà giá đầu tư thì nó rất là khác biệt, chênh lệch như nhau khoảng 30-40% đó, cho những cái hàng xịn. Còn nếu mà những hàng bình thường thì thường thì giá hàng Trung Quốc nó rẻ hơn Milky tới 1/4. Đó là anh em thấy rõ ràng cái cuộc cạnh tranh này cũng khá là khốc liệt ha. Còn góp ý của mình thì mình nghĩ Milky muốn phát triển thì nên họ nên mở rộng cái chính sách đó. Cái việc chọn lọc nhà bán hàng á, nó phải dựa trên cái uy tín, cái khả năng, cái tiềm lực về năng marketing và cái cách họ làm. Chứ nói về mặt tài chính á, thì thật sự đó là một câu chuyện. Nhưng mà cái tài chính nó sẽ tùy vào thời điểm, tùy vào chiến lược bán hàng của mọi người. Nó là chúng ta cân nhắc làm sao cho nó có thể có sự phát triển. Nhưng mà mình nghĩ khó lắm, thì mình thấy họ khá là phụ thuộc, chơi và phụ thuộc khá nhiều vào những cái đối tác hiện tại. Những đối tác hiện tại là hầu như họ làm với Nai là người đó giống như là cái người đại diện của họ luôn vậy đó. Đi làm hội chợ, đi này nọ là những người đó làm luôn. Nó là mình thấy cũng khó ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện của mình. Nhưng mà mình biết mấy ông Mỹ này, ai ngon thì không vô thôi. Đó, điều đó là thật sự luôn. Nói ra hơi thẳng thắn nhưng mà mấy ông Mỹ là vậy đó anh em ơi. Thằng nào mạnh thì ổng chơi thôi, thằng nào yếu thì ổng chơi ít, thằng nào mạnh thì ổng chơi nhiều, chơi thân ha. Và cái câu chuyện đó là hôm nay và ngày mai là có thể hoàn toàn khác nhau rồi đó. Nha, khác nhật nha, khác nhật. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.